Hình ảnh này đã trở thành bất tử, trở thành lịch sử của bóng đá thế giới. Nó là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cá nhân, của sự tinh khôn, của sự lừa dối và mặt tối của Diego Maradona. Khoảnh khắc kỳ diệu đó được tạo ra nhờ sự tinh quái của Maradona khi ông hét lớn với các đồng đội: "Hãy tới ôm tớ đi, nếu không trọng tài sẽ không công nhận bàn thắng." Phần còn lại là sự chấp nhận của người Anh và sự hân hoan của người Argentina. Các đồng đội của Maradona không tin vào sự thật đấy. 80.000 cổ động viên có mặt trên khán đài không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Họ không dám ăn mừng cho đến khi bị Maradona thức tỉnh hoặc làm cho mê muội. Khoảnh khắc mà sau trận đấu, ông đã mô tả đó là một ít từ cái đầu của Maradona và một ít từ bàn tay của Chúa. Một thời khắc đã được tạo ra theo cách ngoạn mục nhất, đau đớn nhất và cũng bi tráng nhất. Không một lời giải thích hay biện minh, không có sự thú tội hay hối lỗi, không có bất cứ điều gì ngoài câu nói đúng chất Maradona. Bàn tay của Chúa đơn giản là lựa chọn của ý trời, và Diego Maradona chỉ đơn giản là người sống trong khoảnh khắc đó để kết liễu giấc mơ bóng đá của người Anh. Xứ sở sương mù căm hận ông, xứ sở tango ngợi ca ông. Thế giới được phân chia kể từ đó. Những người đứng về phía Chúa Trời, Maradona và Argentina. Phần còn lại tấn công ông, chỉ trích ông và căm thù ông. Bàn tay này đã giết chết mơ ước của người Anh, để cuộc sống của trọng tài viên Rochev, chứng nhân bất đắc dĩ và cũng là một phần lịch sử đấy. Người đã góp phần công nhận bàn thắng của Diego Maradona, bị cả thế giới xa lánh, sống trong dằn vặt và cô đơn. Cuộc sống sau đó của Rochev không bao giờ còn như xưa. Trọng tài biên người Bulgaria nói rằng Maradona là một thiên tài với đầu óc thấp bé, một kẻ kém cỏi về nhân phẩm. Và trước khi qua đời vào năm 2017, ông Rochev viết dòng chữ đầy căm hận trên bức ảnh của huyền thoại người Argentina: "Maradona đã đào mộ chôn tôi." Và thủ thành Sinton cũng vậy. Nạn nhân của bàn tay lịch sử đấy đã luôn chờ đợi một lời xin lỗi từ Diego Maradona. Nhưng ông mãi mãi không bao giờ có được điều đó, cho dù đã buộc tội đối thủ là kẻ sơ bẩn hay hèn hạ đi chăng nữa. Vì đó đã là một chiến công, một trong số hai bàn thắng lịch sử mà thiên tài người Argentina đã tạo ra ở trận đấu này. Thật khốn khổ khi trở thành nạn nhân của hai bàn thắng thế kỷ đó, cả Sinton và đội tuyển Anh năm 1986. Người Anh nổi điên với pha lập công này, nhưng người Argentina thì đã coi ông là thánh kể từ khoảnh khắc đó. Nó choáng ngợp và gây kinh ngạc. Một khoảnh khắc của thiên tài và quỷ dữ, một ngôi sao xuất chúng và một đứa trẻ của đường phố. Nhưng trên hết, đó là bóng đá và là lịch sử. Không có bàn tay nào của Chúa, đó là bàn tay của gã khốn lừa gạt. Peter Red nói với sự giận dữ, dù đã 34 năm sau bàn thắng huyền thoại này. Thủ thành Sinton khẳng định không bao giờ bắt tay Maradona sau pha bóng đấy nữa. Trong cuốn hồi ký sau này, Maradona có giải thích: ông đã phải tập luyện hàng nghìn lần để ghi những bàn thắng bằng tay như vậy, và quyết ghi một bàn thắng như thế khi gặp đội tuyển Anh. Theo Maradona, ghi bàn bằng tay là sự sỉ nhục khủng khiếp nhất dành cho đối thủ, khiến cho đối phương cảm thấy tức tối, và tâm trạng này có thể đi theo những nạn nhân suốt cuộc đời. Còn bản thân người ghi bàn thì hả hê. Và bàn tay của Chúa đấy cũng đã cùng Maradona nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 1986, một chiếc cúp vĩ đại và hùng tráng của Argentina.